Rồi em xin chào các bác. Này sẽ lên và giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm rất là thiết thực mà rất là cần trong cái thời kỳ sắp tới, trong cái thời kỳ giao mùa và mùa lạnh sắp tới các bác nhé. Thì như trước mắt các bác đang nhìn đây là những cái chai tinh dầu xả. Nhưng mà cái điểm đặc biệt cái tinh dầu xả của bên em bán cung cấp đấy là tinh dầu xả của Mường Tè, Mai Châu các bác nhé. Và là hàng nguyên chất 100%. Đấy, mọi người nhìn này. Thì một cái chai như thế này là chai 0,5 lít các bác nhé. Một chai này các bác dùng thì dùng được vài tháng cho tới nửa năm. Đây là tinh dầu xả của bà con dân tộc Lai Châu. Người ta chưng cất thủ công 100%, nên là hàng nguyên chất 100% các bác nhé. Mà chuẩn là chuẩn tinh dầu xả Java của Mường Tè nhé. Hàng chuẩn Mường Tè Lai Châu, dân người ta nấu xong người ta đóng chai người ta gửi xuống. Cái mùi thơm của nó rất là thơm, rất là thoải mái nhé, ngửi nó không phải là cái tinh dầu xả hàng công nghiệp đâu các bác nhé. Cho nên là giá của nó cũng khác, nó rất là thơm, nó thơm nhẹ và các bác dùng nó rất là tiết kiệm. Thì về cái tinh dầu xả nguyên chất này thì các bác lưu ý có một số cái đặc điểm này, các bác lưu ý giúp em nhé. Thì đầu tiên là cái màu của nước tinh dầu xả, thì nếu mà người ta chưng cất bằng cái lá tươi ấy, thì màu nó sẽ có màu trắng hơn một chút này. Nếu mà người ta tinh cất bằng lá mà đã lá xả hoặc củ xả các thứ đã phơi khô thì cái nước tinh dầu xả nó sẽ vàng hơn. Thực ra là cái chai tinh dầu như em đang quay đang cầm đây ở bên ngoài nhìn nó màu vàng hơn, nhưng mà khi em quay này nó qua ánh sáng thì nó nhìn trông nó sẽ trắng hơn một chút, nhưng thực ra là bên ngoài nó sẽ vàng, màu vàng tươi rất là đẹp các bác nhé. Đấy, và rất là trong. Các bác nhìn này, này cho chai, nhìn cái chai nước tinh dầu này, hàng nguyên chất nó rất là trong. Và một điểm lưu ý giúp em là cái tinh dầu xả nguyên chất của hàng Lai Châu này nó hoàn toàn không tan trong nước nhé, nó nhẹ hơn nước. Cho nên là khi các bác test cái tinh dầu này, các bác đổ cái tinh dầu này vào cốc nước thì các bác sẽ thấy rằng là tinh dầu nó sẽ nổi lên trên mặt nước. Cho dù các bác lắc rồi hay là ngoáy lên hay là đảo lên thì cái sau một hồi tinh dầu nó vẫn nổi lên trên mặt cốc nước, chứ nó không chìm xuống hoặc là không bị hóa tan các bác nhé. Các bác lưu ý giúp em là cái để các bác phân biệt cái tinh dầu nó chuẩn và tinh dầu nó bị pha. Và tiếp theo là cái mùi của tinh dầu chuẩn, tinh dầu xả Mường Tè ấy, Lai Châu ấy, thì nó rất là thơm, thơm nhẹ và nó rất là thích. Cho nên là cái tinh dầu này, ngoài cái việc là các bác có thể dùng để các bác xịt phòng cho nó thơm này, khử mùi, đuổi muỗi cắn côn trùng, thì cái này, cái tinh dầu này các bác có thể dùng để massage hoặc là các bác để xông hoàn toàn bình thường các bác nhé. Nó rất là thơm, rất là thích luôn. Đấy, các bác nhìn, hàng nguyên chất 100% với cái tinh dầu xả Java của Mường Tè Lai Châu này các bác nhé. Cái này thì bên em về mùa đông bán rất là nhiều, cực kỳ nhiều, bởi vì cái hàng này nó dùng khách dùng thơm và họ khen và nó nguyên chất, cho nên là dùng một lần nhớ mãi, nó rất tiết kiệm. Một chai này các bác là dùng được 3-4 tháng là chuyện bình thường. Đấy, một chai nữa đấy này. Thì sắp tới này về khi mà bắt đầu vào mùa lạnh, vào sang mùa thu rồi sang mùa đông, giao mùa bắt đầu là người ta sẽ sử dụng cái tinh dầu xả này rất là nhiều. Hay là trong cái đợt mà dịch vừa rồi ấy, thì cái tinh dầu xả này thì được mọi người dùng nhiều vô cùng, được mọi người xông, được mọi người sát khuẩn rất là nhiều. Thì cái tinh dầu xả hôm nay em lên cho các bác để cho các bác nào mà đang có nhu cầu tìm cái tinh dầu xả hàng chuẩn, hàng nguyên chất, hàng của Lai Châu, đấy, bà con nấu, thì các bác ủng hộ bên em nhé. Thì bên em bán từ bán và gửi từ một chai nhỏ lít này, bên em không chia loại nhỏ, bởi vì bên em bán theo giá của mua của dân rồi, cho nên là giá tốt em bán một chai nhỏ lít như thế này. Bên em giao hàng toàn quốc. Thì để mua cái tinh dầu xả chuẩn này thì các bác liên hệ với lại cái số hotline trực tiếp của bên em nhé, 0982403110, hoặc là bác nào dùng Zalo có thể kết bạn Zalo để bên em tư vấn và gửi hàng cho các bác. Thì cái tinh dầu xả này thì bên em gần như là có hàng quanh năm, và mụ hàng chính của nó thì sẽ bắt đầu từ tháng 8 này trở đi, bởi vì khi về mùa hè nóng thì mọi người có thể ít sử dụng, nhưng về bắt đầu về sang mùa lạnh, về mùa đông thì cái nhu cầu sử dụng cái tinh dầu xả nó rất là nhiều. Cho nên là bác nào mà cần tinh dầu xả nguyên chất mà có giá tốt thì các bác ủng hộ bên em, vui lòng gọi qua số hotline hoặc các bác kết bạn Zalo qua số hotline của bên em nhé. Em cam kết và đền tiền nếu các bác nếu hàng không nguyên chất, là giá của em cực kỳ cạnh tranh trên thị trường. Rồi, bác nào mà có cái câu hỏi nào hoặc các bác nào đang dùng cái tinh dầu của Mường Tè Lai Châu hàng nguyên chất này của bên em rồi thì các bác có thể để lại bình luận cho các bác khác cùng biết, hoặc là về chất lượng của sản phẩm, hoặc là bác nào mà có nhu cầu hỏi về thông tin về cái tinh dầu này thì các bác cũng cứ để lại phần bình luận, bên em sẽ giải đáp cho các bác nhé. Đây, các bác nhìn này, cực kỳ chất lượng.
nguyên chất này, không tan trong nước, nhẹ hơn nước. Đấy, công dụng sát khuẩn với mũi côn trùng, massage sông hơi. Rồi bác nào cần tinh dầu xả chắn thì các bác alo bên em nhé. Rồi xin chào, gặp lại các bác ở những video tiếp theo.